gia đình em thì cũng như bao người bình thường đó, thì hàng ngày cái công việc của ông xã em á, thì anh ấy đi làm sáng đi thì chiều về, thì ở nhà em lo cơm nước mọi thứ cho anh ấy hết. Thì một hôm thì vô tình ấy, trong cái lúc mà mình soạn đồ cho anh ấy đi làm, đi làm về thì mình giặt giũa thì thấy cái vết son trên áo, thì thực sự rất là buồn. Thì lúc đấy thì cũng gặp anh ấy muốn nói để cho rõ mọi chuyện, thì anh ấy lại nhìn vào mặt em và anh ấy nói một câu mà tự nhiên em cảm thấy tổn thương ghê gớm. Nói là bây giờ thử nhìn vào mặt em xem, bây giờ 40 tuổi mà cái mặt gì mà nám rồi thâm rồi rãnh cười sâu, nhìn mặt già quá, da rẻ gì nhìn ghê quá. Đó, thì tự nhiên em cảm thấy em chạnh lòng, mà em thấy anh cũng nói là đúng với chị chứ không có sai. Theo quan điểm của chị thì anh nói như vậy thì cũng hơi gọi là làm cho mình quá tổn thương. Vì với thời gian mình sinh con, mình chăm sóc gia đình, mà chính bản thân ánh đại người đàn ông họ cũng thay đổi, mà tại sao họ không chấp nhận, họ lại chỉ mong muốn phụ nữ giữ còn y nguyên như vẻ đôi mươi mà lúc mà bước chân vào nhà chồng, đúng không? Nhưng mà thôi, nếu mà em đã có một cái suy nghĩ rằng là à, anh nói như vậy để cho mình hoàn thiện hơn thì cũng xem như một cái tinh thần động lực đi. Mình biến cái tiêu cực trở thành cái tích cực để cho mình cảm thấy nó vui hơn. Và mình làm đẹp đương nhiên là cho chồng, cho mọi người, nhưng mà cho mình nữa, cho chính bản thân mình. Nhưng mà chị thấy em rất là đẹp, da dẻ rất là mịn màng, rất là đẹp. Chỉ có một chút cái vấn đề chị nghĩ đây là có thể là em do nội tiết tố nữa. Và cũng có thể là do mình đi ra ngoài, mình không có che chắn kỹ, rồi cũng có một chút nắng, do ánh nắng mặt trời. Còn cái rãnh này thì có thể điều trị bằng công nghệ anti-aging nếu em muốn điều trị tự nhiên, để cho nó tăng collagen, tăng elastin và săn chắc cơ ở bên dưới da. Thì khi nó săn chắc cơ lên thì nó sẽ kéo cái da mình lên, là cái rãnh mình nó cũng sẽ giảm đó. Xin chào cả nhà, hôm nay BB Thanh Mai lại mời cả nhà gặp lại một khách hàng rất là thân quen của BB luôn, đó chính là chị Lam ạ. Lần trước đó là chị Lam có điều trị công nghệ trẻ hóa da anti-aging rồi đó cả nhà. Sau đó là chị Lam muốn cải thiện về độ căng bóng da. Hôm nay em sẽ mời cả nhà mình cùng nghe cái sự hài lòng của chị như thế nào. Thì thấy làn da của mình sờ lên mình rất là thích luôn á em. Cái làn da của mình là mình cảm giác là nó căng bóng mà nó mịn màng, trời ơi nó thích lắm em ơi. Những cái vết nhăn li ti của trên mặt chị là hầu hết là như là nó biến mất hoàn toàn luôn. Chị rất là thích em ạ, thích lắm. Cái này phải gọi là trời ơi đẹp gì mà đẹp dữ vậy nè. Chị của em đẹp quá luôn đúng không cả nhà? Bác Huyền ơi, bác có thể chia sẻ cái liệu trình mà bác đã làm cho chị không ạ? Đây là một cái liệu trình mà chứa rất là nhiều chất chống oxy hóa, những thành phần sáng da vượt trội, giúp ức chế những sắc tố bên dưới và đánh bật những cái thâm nám trên bề mặt, làm cho cái làn da của mình thật là tươi, thật là sáng và mướt mát hơn rất là nhiều ha. Cho nên là bây giờ làn da của chị như cả nhà thấy đó, quá là tuyệt vời, quá là đẹp. Em nhìn mà em muốn rờ chị biết luôn á. Muốn rờ cho cái làn da của mình vậy nè, rất là mướt và rất là mịn luôn. Chị ơi, chị có gợi gắm gì tới cả nhà mình không? Chị có lời nào muốn nói không? Mình có một lời gửi gắm tới tất cả các chị em phụ nữ là chúng ta hãy yêu thương và hãy tự tin chăm sóc bản thân của mình. Khi người phụ nữ của mình cảm thấy mình đẹp, mình tự tin thì mình mới có thể là chăm sóc được cho gia đình cũng như là tất cả người thân của mình. Và mình tự tin thì mình mới thành công, mình mới hạnh phúc được, đúng không ạ? Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã tin tưởng và trao cho BB Thanh Mai cơ hội để chăm sóc làn da cho mình. Để có được sự thay đổi tuyệt vời như thế này thì chắc chắn là không thể nào thiếu được những công nghệ trẻ hóa da đỉnh cao của BB Thanh Mai, cũng như là đội ngũ chăm sóc và các bác sĩ với một cái sự chuyên nghiệp cao. Cho nên là cả nhà mình ơi, 1-800-6617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai. Cả nhà mình nhớ nha, hãy gọi cho BB Thanh Mai để được trẻ hóa giống như chị Lam của em vậy nè. Bây giờ thì em là chị Lam và bác Nguyệt cùng chào cả nhà mình nha. Em xin chào cả nhà, em hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi live tiếp theo cả nhà mình nha.